Garden Allure. Đây là bản dành cho Alexa. Thì do một số bạn gặp khó khăn trong cách setup, sẽ giới thiệu cách chuyển vùng đơn giản. Thì khi mở app store lên, khi bấm vào một short, các bạn sẽ thấy có cái avatar của mình. Bấm vào đó thì nó sẽ dẫn các bạn tới phần quản lý account của mình. App store chuyển vùng thì account đó của bạn sẽ tự động chuyển sang cái vùng đó luôn. Thì ở đây mình sẽ search thử có một vài tên coi nó có ở đây không. Thì mình sẽ search là HK Alexa Setup nhưng mà nó vẫn không có ra kết quả. Thì chứng tỏ là mình vẫn chưa có chuyển vùng thành công. Thì các bạn cũng sẽ tìm thấy kết quả tương tự như vậy là no reason. Thì ở đây mình sẽ quay lại phần search và vào cái phần avatar thì nó sẽ đưa bạn tới phần account setting và chọn country region. Vì ở đây mình chỉ cần chuyển vùng là chính. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào mục là Change Country or Region. Nó sẽ từ từ dẫn tới một cái list rất là nhiều đất nước. Thì chúng ta chỉ cần tìm nước chính ở đây thôi. Thì mình sẽ tìm tới là United States. Các bạn nào muốn chuyển sang Nhật Bản thì chúng ta sẽ chọn Japan hoặc là China cho Trung Quốc. Thì chúng ta chỉ cần Agree ở phía góc bên tay phải. Các bạn nào có PayPal hay có Credit Card thì có thể chọn. Còn đây mình không có thì mình chọn None. Street ở đây thì thật ra là các bạn muốn đặt cái gì cũng được. Thì bữa nay mình ghi mình ở Quang Trung, mình ghi là Quang Trung. City thì muốn ghi city gì thì ghi city đó. Thì là mình chọn New York. Nhưng mà cái quan trọng là cái stay ở đây á, bạn chọn cái nào thì ở phía dưới cái phần mục zip bạn phải điền cái mã của cái vùng đó. Thì ở đây là kiếm coi New York ở đâu nha. New York, New York. Thì ở đây mình sẽ tìm tới là zip code for New York. Lấy đại cái nào đúng được, ví dụ mình chọn đây là thành thấy là có 1001 ba số 0 ta, ba số 0 đó, nhập vào. Thì ở đây là do là mua iPhone của nước ngoài nên số điện thoại đặc biệt là mình sẽ lấy là 123456790. Rồi sẽ rất đơn giản vậy thôi, là các điện thoại của bạn về Apple nó đã được đổi sang cái mã vùng đó. Thì ở đây mình sẽ search thử là coi nó có nhận được hay không nha. Nhớ là lúc đầu mình đã search thử và nó không hề có app tên là HK Alexa Setup nha. Đây, HK Alexa Setup có rồi nè. Tại vì ban đầu chúng ta không hề tìm thấy, bây giờ chúng ta mới tìm thấy thì chứng tỏ chúng ta đã chuyển vùng thành công. Thì nó sẽ tương tự đối với những app khác. Bây giờ là đến Android. Android thì đơn giản hơn Apple rất là nhiều. Trên web chúng ta search cái tên của cái app chúng ta cần tìm và thêm cái đuôi là APK đằng sau, nhớ là APK nha. Thì chúng ta tải về thôi. Thì ở đây mình có quen cái trang là APK World. Thì ở đây mình sẽ tải nó về. Tải về APK nè. Cài đặt. Đang cài đặt. Đây, nó đã vào. Mở nó lên. Mở nó lên. Rồi. Thì khi vào app của Học Minh Garden Allure thì nó sẽ tự động search cho bạn biết là những loa nào đang cần setup của Học Minh Garden. Thì mình chỉ cần chọn vô Allure và nhớ là bạn Now in setup mode. Follow the instructions in the Harman Kardon Alexa app. Sẽ báo cho bạn là bắt đầu setup và làm cho cái hướng dẫn, thì bạn chỉ cần làm theo giống như mình thôi. Next, họ muốn kết nối Bluetooth hay không thì ok. Rồi, nó next nè. Xong nó sẽ file. Rồi, setup wifi. Bạn nhớ là hãy nhập kết nối wifi mà đang kết nối với điện thoại của bạn. Khi mà nó hiện lên pair thì các bạn nhớ là bấm pair. Nào kết nối, muốn kết nối mới thì hẳn bấm cái nút đằng sau lưng của cái loa. Chứ cần bấm vô nó sẽ tự động pair cho các bạn. Hello. Không cần đăng nhập account, không cần switch Amazon account hay gì hết, chỉ cần bấm skip thôi. Khi nó vào tới cái giao diện này thì đó là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.